sĩ và là một diễn viên. Nhiều người hỏi tôi rằng sao không chọn cho mình một con đường để theo đuổi tới cùng. Tôi không muốn cuộc đời mình bị áp đặt bởi quan niệm thành công hay thất bại của người khác. Tôi chọn trải nghiệm mọi thứ, làm những việc mà mình mong muốn trong cuộc đời. Chỉ có bạn mới biết sự lựa chọn nào là tốt cho chính mình. Như việc luôn chọn uống nước khoáng thay vì nước có ga, luôn chọn không thức quá khuya và dậy thật sớm để đi tập. Tôi chọn cuộc sống với đầy ắp những trải nghiệm nên bản thân tôi phải luôn đầy năng lượng, sức khỏe và sự tự tin. Tôi luôn chọn thức dậy sớm để đến phòng tập thay vì vui chơi tiệc tùng đến khuya. Những lựa chọn tốt hơn mang lại cho bạn chất lượng cuộc sống tốt hơn. Phòng tập cho tôi cảm giác hứng khởi, các bài tập cho tôi khỏe mạnh dẻo dai và tinh thần luôn sảng khoái. Tôi cần những điều đó để có thể trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống mỗi ngày của mình. Cuộc sống là những hành trình khám phá. Tôi đang tự mình đi trên con đường khám phá để có những trải nghiệm đặc biệt của riêng mình. I'm more than you see.